Giờ đi chùa bên ở đâu cô? Phật Cô Đơn hả? Ở đây hả? Tại gia phải không? Ở đây gia đình phải không? Hả? Đó là nhà anh con. Chùa. Bây giờ để chữ chùa Bủ Hương đó. Chùa đàng hoàng chứ không phải tỉnh hết. Cũng đắc với gia đình. Thường là 7 giờ rưỡi chứ. Không, 6 giờ 20 là. Chỗ con thì 7 giờ. Nó tụng kinh tới 8 giờ rưỡi về. Đây 6 giờ 20 vô kinh. Mà về đó là 7 giờ rưỡi. Tụng hết cái bài đó thì xong nghỉ hả? Thì vô kinh. Hôm qua mình cúng hai phẩm á. Dạ. Lâu còn nay thì đang cúng kinh đại đức. Vy ơi, mày in cái bản tích lý điểm cho em bên đây nè Vy. Dán lại cho các bạn tính tiền nè. Tích lý điểm gì đó. Nè, chỉ đó. Người ta chỉ nè. Rồi ha. Không có quá gì hết. Đây là mình mua nước. Thiếu điện hả con? Con không thấy đâu. Ủa lại đây nè. Biết sao? Cái bình không, cái bình màu vàng á. Dạ, không có ở đây rồi, ngày hôm qua không? Dạ. Bữa hôm ba. Anh kìa giữ hả anh? Dạ, để em hỏi chồng con khác. Nói nghe nè, con đóng đi rồi con trừ lại cho. Dạ. Ví dụ như cái thiếu này bao nhiêu đó con đóng đi. Dạ. Rồi cái bữa con cái số cũ á. Rồi ra rồi con trừ lại cho. Tại vì lúc đó nó ở được 10 bữa. Bữa nay thứ mấy? Nay thứ ba hả? Nay thứ ba hả? Dạ. Là còn 5 ngày nữa hả? Đúng không? Đây em treo luôn mua mép keo đi. Ý là cắt cái lưới cho ông. Có ông chồng cắt cái lưới tôi vô đấy. Là mép. Hãy tập trung làm chứ. Chứ trung làm mà chồng em nhiều việc lắm anh. Việc gì việc không bằng việc gia đình. Thôi phải đi kiếm tiền nữa chứ. Đó là chuyện bình thường của mỗi người đàn ông. Chẳng lẽ người vợ nuôi chồng ông làm tú xương hả? Nấm vú hàng đó, từ cái nấm này nè, cái hàng này là hàng cao cấp, giống như người mẹ. Em bé nó mới không bỏ, chứ không đưa mấy kia nó cứng cắt nó đâu chịu đâu. Nó phải cùng hiệu mới thay được đúng không? Không có đâu, nghĩ chắc chắn là được. Vốn nhiều lắm. Nè. Đứng đây nè, đưa anh tên đi. Thì hai muốn để đâu để mà mệt quá. Mình vuốt tới hai ngang lỏng mới đủ. Đây nè, để đó. Ý là cái bự cái đồ gì em muốn để nè, em xếp đi. Trời ơi, cái đấy em chỉ xếp mặc định chơi thôi, rồi em muốn chỉnh sửa đẹp nó thì thường về quãng trời và quên quãng thời gian. Chứ chưa cái gì. Ý là em nói cái này nè. Lận cái gì mà. Cái này sữa là nó không có bám vô cái bình, hiểu chưa? Sữa nó đỡ cực, sao không nó có nano này nó đóng bỉ. Ta biết chứ. Trời vợ dặn cả. Đuối rồi mệt rồi. Quy lộn lên. Thiên nhiên. Ở đây bán ốc ngon, mấy anh không biết bán ăn là. Buổi tối mà em xuống dưới chỗ đường nhà em thấy phát triển kinh khủng. Cái chỗ ăn kinh doanh đảo quá ha. Trường học. Bây giờ nó dậy chứ lần tắng thấy không, quán ăn quán đồ quán nhậu nó mọc tê lô tù hết. Đại ca em về kìa, em có hai ông đại ca là ông đại ca nhỏ. Cái lên một tầng nữa là mới đủ coi, tại kia còn đóng cái thằng như ước là chắc ở dưới đây nè. Bình sữa đó. Bình sữa thì dễ thương á, cái hàng đây nó sẽ không đụng hàng. Mình bán cũng được không? Cái nào bán cũng được hết đó. Trung bình một tháng mấy trăm triệu tiền mình bú. Đồ phấn nè. Ủa cái đi nè, giặt quần áo nè. Cái này là cũng được. Chứ lại nó thiếu cái túi hay cái túi trong nào bên kia ta. Còn đồ ni túi nữa bán mạnh lắm, xúc bình sữa. Cái đây chỉ dở em chưa xếp đi, rồi em chưa có thời gian. Muốn hoàn thiện một cái shop mất vài năm chứ không có thể là mới làm mà ra xếp đẹp. Anh
anh đưa hoặc em xếp số quắc luôn á. Để đỡ đi. Thì mình lên kênh lại. Làm cái móc treo vô để treo bình bú cho nó dễ anh móc vô cho nó dễ. Để cho nó mình xô ra cho nó đẹp. Ngay chỗ đấy á, mua cái lưới á. Cái lưới vuông đúng rồi. Rồi cái mấy cái kia nè, anh móc vô. Mấy cái đây thì cũng để nó dễ nè, chứ còn phải có cái kia thêm. Rồi mình bán cái gì thêm mình bán. Với lại ở khu này chưa có trò chơi. Cái trò chơi á. Bán đồ chơi hả? Giống như chứ mà thì ý là chỉ cho thêm đó. Tại vì mình trò chơi thì mình treo trước đây nè. Treo ra cái tối cầm vô lấy giống như nhà dưới á. Con đang trò chơi nó kêu khách, tại đặc thù bé nó thấy trò chơi nó tự kêu ba mẹ theo à. Vô là lo sữa luôn đúng rồi. Với lại chỗ đây nó có bác sĩ nên nó tiện lợi phòng khám đó. Rồi sao không biết cái bình sữa. Ủa còn cái thùng đây đúng. Thì cứ từ từ đi, em khui cái đai ra đi. Mình nói lên chứ. Anh cầm điện thoại chi anh? Quay phim để làm liên. Anh có quay đâu. Sao không? Nó luôn chạy theo không? Lấy viết cắt ra. Chứ lại anh ra, anh rảnh anh làm cái quạt trần đi. Đừng làm cái quạt này, quạt đây nó càng quạt càng nóng. Quạt trần quạt cả ngày không sao, thật sự. Cái cũng cần quạt trần chắc 1 triệu mấy à. Cái quạt này nóng lắm, nó cái cục đây là khăn sữa biết không? Rồi làm đi bạn. Ý là không quạt trần ở đây để lên trên cũng được cho dễ chứ khách vô ra cho nó ho quạt liền chứ anh để đây nó vướng quá á. Đâu có để đó đâu. Cái đó để đỡ anh. Ừ. Anh đang sắp đồ xong hết rồi coi chỗ nào hợp lý em mới để. Nhưng mà em nghĩ anh làm chỗ đây quá chứ không làm chỗ nào hết á. Thì cái ngăn đó làm nguyên bình sữa cũng được. Bánh kẹo nè. Khu này có chùa mấy cô hay đi chùa. Em vô cẩn thận đi, tại vì nó lòi cái đầu dây điện ra đó. Để không? Quạt hai để vậy trời. Được không? Để coi cái đầu anh mới làm quạt chứ. Anh đi hôm nay nè, mày mới cho xong nguyên về hàng á. Cái gì? Hàng hả? Ý là mai chỉ sản phẩm hay sao? Chào hàng. Chào hàng thì chắc. À, mai cái đấy còn con ít nữa. Chắc đủ rồi, nốt đấy thêm mai lên rồi. Mai lên rồi mốt lên nữa. Hay mày thứ mấy mày lên. Hay sữa mình để lấy cái này xuống mình để này cho nó quên. Ở đó mình để dầu gội rồi mình để đây nè, để sữa lên chỗ đáy luôn. Một giây. Rồi còn cái tầng đây tầng gì mình tính bán gì thêm mà bắt đầu có khả năng mua trò chơi rồi đó. Trò chơi thì khoảng 10 triệu là đủ. 10 triệu nhiều chuẩn bị trung thu rồi nè, trung thu là mình phải mua đồ trung thu trước chân trước 2 tháng để con đường đang đi người ta để ý rồi tới ngày đêm dù tối mai trung thu hôm nay là họ mua hết liền rồi tới Noel bán Noel
nói chung nó liên quan rất là nhiều. Đó, đó, đúng rồi nè, làm nó treo từ đây thả xuống, lấy cái sợi dây mà treo quần áo ấy, xích á, cái mình treo chùm nha em bé này, nè bác sĩ. Đó. Nói chung để ý với buổi chiều tối, do mình hôm bữa không đi tối, buổi tối giờ này là dọn trò chơi ra quy một nhà trò chơi, là một bên á là trò chơi với thu nhúng, nó nhiều lắm, đồ cá rồi câu cá, chứ ở dưới là do kéo một bè luôn vậy đó. Nhưng mà mua trò chơi treo chỗ đây. Ủa cái đây ai để đây để làm led phải không? Dạ đúng rồi. Chưa hả? Mày đặt hay anh đặt? Anh đặt hả? À? Cái đấy giống như cũng 3 triệu mấy phải không Vy? Led đó. Cái led này nè. Thả led cho đi người ta xa người ta thấy, giống như kia nè thấy không? Làm bóng quẩy kìa. À. Kia nó làm led gì vậy ta? À, cái gì? Hớt tóc. Mình làm một đèn đôi đơn giản thôi. Không đâu giống nói chi cho nó tốn kém, mình chỉ cần giống như nhà dưới á. Dạ. 800. Là cái gì? Là bóng á hả? Bốn trăm.